là The Warrior đã vượt qua niềm tự hào của Man United là Casemiro. À, tất nhiên, ngay tất nhiên đâu. Tất nhiên công ty à? Công ty thì thường nó ăn nhà hàng à? Chưa, nó làm ở đâu? Ở Đồng Nai rồi này. Đồng Nai chỗ dầu dây hả bạn? Lúc làm cái gì ở Long An? Đúng rồi. Cùng cái đó, có điều đi Long An. Vẫn làm công ty cám cò. Cám cò làm ăn được lắm. Trước làm công ty trước nên phát hiện ra bằng giả. Đợt nó đi học mà. Chắc chứng chỉ, chắc chứng chỉ. Chứng chỉ thôi. Chưa có bằng, chưa được lấy bằng. Hay là học ở những chứng chỉ. Không, về sau hình như đuổi công ty nó đuổi mới đi học hay sao á. Đợt học mà hình như là Phú giới thiệu như đó phải không? Vậy là nó tuyển bằng đại học hay là cao đẳng cung cấp nó kia gì? Bằng Sen Đông là bằng gì không biết. Sen Đông. Nó nghe cho FE đúng như bây giờ này đoàn đang làm đây, cái thằng đồng nghiệp nó nái, nó tông gãy chân cái thằng đứng dưới mẹ nó công ty đó.